Chắc chắn rồi. Vì đối với anh mà nói thì xe hybrid không hề đắt một chút nào. Và mình nên sử dụng xe hybrid. Mình cần một chiếc xe đổ xăng vào và lên, nhấn ga, đi. Đấy. Ngoài cái việc là các bạn không thiệt gì về kinh tế cả, mà cái trải nghiệm của các bạn là khác rồi. Xin chào, đây là một video về Toyota Corolla Altis, một cái tên đã quá đỗi thành công tới nỗi mà đôi khi tôi thường nói vui với anh em là Altis không cần thêm bất cứ một video review nào khác. Tuy vậy, Toyota Altis Hybrid lại một cái tên mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Nó mang tới những cái trải nghiệm mới mẻ, hứng khởi hơn. Đồng thời thì cũng tạo ra những câu hỏi mà với vai trò là một người trải nghiệm và chia sẻ về xe hơi như tôi, đôi khi là không thể nào trả lời một cách trọn vẹn. Và bởi thế thì hôm nay rất vui có thể mời tới đây anh Dương là chủ sở hữu một chiếc Altis Hybrid. Người đang trực tiếp vận hành mẫu xe này sẽ mang tới cho chúng ta thêm những câu chuyện, những góc nhìn khác về mẫu xe xanh này. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dương, mình hiện đang là kỹ sư thiết kế mạch điện tử. Mình hiện giờ cũng đang vận hành một chiếc Corolla Altis Hybrid và mình thì cũng chạy được 3.000 km rồi. Thì mình hy vọng trong buổi ngày hôm nay mình sẽ có những câu chuyện hoặc có những thông tin mà sẽ giúp các bạn, nhất là những bạn mà chưa mua xe hoặc là đang định mua xe, có thêm nhiều thông tin để lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý. Vâng, một cái thông tin rất là quan trọng đấy là anh Dương thì cũng đang công tác trong lĩnh vực thiết kế mạch điện tử. Có vẻ như là anh sẽ có thêm nhiều những cái góc nhìn, những cái chia sẻ mà nó có tính chất chuyên môn một chút xíu để chia sẻ với anh em. Và để không mất thêm thời gian của các bạn đang xem video nữa thì có lẽ em sẽ muốn đi thẳng vào cái khu vực nội dung đầu tiên. Và chắc chắn là rất nhiều người quan tâm, đó là anh mua chiếc Altis Hybrid vào thời điểm nào với chi phí tổng thể là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Mình thì mua trước đó, mua chiếc Altis này cách đây vài tháng. Thì số tiền bỏ ra là nó khoảng là 900 triệu. Là 900 triệu, chính xác là 900 triệu. 900 triệu thì là một con số với em là khá lớn và có thể nói là theo trend ấy. Thì bây giờ khoảng 900 triệu người ta thường nghĩ tới việc là mua những chiếc gầm cao. Đặc biệt là đúng. Toyota có một chiếc gầm cao bán rất chạy ở Việt Nam là chiếc Corolla Cross. Đúng. Thì tại sao anh lại không chọn chiếc Corolla Cross mà lại chọn Altis? Thực ra thì nó có lý do của nó. Là mình thích cái giảm sóc của Altis hơn. Cái giảm sóc của Altis nó là giảm sóc tay đòn kép ở hai bánh sau và mình thích cái sự êm ái của nó. Bản thân của mình thích sự êm ái và mình chọn Altis. Sau đó thì với một cái khối tài chính cũng khá lớn bỏ ra như vậy thì tại sao anh lại lựa chọn phiên bản Hybrid chứ không phải là phiên bản V? Vì với một người thích trải nghiệm xe như em thì có lẽ là với những gì mà bản V mang lại là đã đủ thuyết phục rồi. Khối động cơ 1.8 đó mặc dù thông số ở trên giấy tờ thì không phải là quá mạnh nhưng trải nghiệm thực tế của nó thì mạnh mẽ và hứng khởi. Bản hai anh cũng đã thử cả hai bản và thấy rằng là bản Hybrid thực sự là cái động cơ của nó, tuy rằng cả hai thông số về động cơ điện và động cơ xăng là có vẻ như là một con số không cao lắm nhưng cộng lại với nhau thì là con số cao. Và khi trải nghiệm thì anh thấy là xe đi rất mượt và vượt rất là thoát, vượt xe trên đường cao tốc rất là sướng. Đấy là một cái điểm cộng rất lớn của động cơ Hybrid. Cái thứ hai nữa là anh thấy là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Thực sự là anh đã trải nghiệm và anh thấy rất tiết kiệm nhiên liệu. Và cuối cùng là cái anh thích cái xe xanh. Thực sự là như thế. Cái phần động cơ Hybrid ở đây thì em cũng nhất trí, đó là nó mang tới một cái mức độ thoát rất là tốt. Đặc biệt là vì các cái pha, các cái giai đoạn mà mình bắt đầu tăng tốc ấy, thì nó luôn luôn có cái sự hỗ trợ của động cơ điện với cái đặc điểm là moment xoắn lớn và tức thì nên là nó giải quyết được cái bài toán tăng tốc rất là tốt. Thế liệu là nếu mà anh đã có trải nghiệm với các mẫu hạng C hiện nay, ví dụ như là Civic hay là K3 hay là Mazda 3 không? Mình đã lái Civic rồi, mình lái K3 rồi, nhưng mà thực sự là mình vẫn thấy là Hybrid là khác biệt. Thật sự khác biệt. Rồi, về thế thì có vẻ như là anh cũng có khá là nhiều cảm tình đặc biệt với xe Hybrid ấy. Thì em muốn hỏi thêm về cái khía cạnh là rất nhiều anh em có nói về chuyện là xe Hybrid nói chung là êm ái. Thế thì anh có thể bóc tách một cách rất là cụ thể ở đây là tại sao nó êm này, hay là nó êm ở trong những cái tình huống như nào một cách cụ thể được không ạ?
Thế mình cũng dùng rồi. Thế bây giờ mình cũng sẽ kể lại cái trải nghiệm của mình là như thế nào. Thế thì xe hybrid thì khi bạn bạn bắt đầu ngồi lên xe, bạn bật công tắc xe thì bạn sẽ không nghe thấy tiếng nó nổ máy. Mà nó im lặng giống như một chiếc xe điện, rất yên tĩnh. Và cứ lặng lẽ là bạn lái cái xe đó ra khỏi chỗ đỗ của mình. Thậm chí người vừa đứng bên cạnh xe không nghe thấy gì cả. Đó là một cái cảm giác rất là khác biệt so với cái xe cũ của mình. Đấy. Thế khi mà mình bắt đầu vận hành chiếc xe thì khi nào xe nó cần năng lượng thì nó, hoặc là pin nó bị đuối thì bắt đầu là nó sẽ nổ máy. Và lúc bấy giờ thì bạn sẽ nghe thấy một tiếng zip nhẹ nhẹ của động cơ máy nổ. Nhưng so với lại những chiếc xe khác thì nó vẫn là rất êm, tiếng động rất là khẽ khàng. Khi bạn kết thúc hành trình và quay trở về nhà thì gần hầu hết các trường hợp là máy nổ cũng sẽ tắt và bạn sẽ di chuyển vào trong gara nhà bạn bằng cái xe điện, bằng động cơ điện. Thì mình thấy rằng là cũng rất là êm ái. Phải nói là cái trải nghiệm đó là khác biệt hoàn toàn đối với những xe chiếc. Em rất đánh giá cao cái câu trả lời này, vì thực ra mà nói là nếu mà để nói về xe anti xe hybrid nói chung hoặc là xe anti hybrid mà mình nói rằng nó hoàn toàn yên tĩnh thì là không thực sự quá chính xác, vì đôi khi là mình có thể sau một quãng thời gian mà mình ngồi trên xe đủ lâu là mình sẽ cảm nhận được cái máy phát của nó chạy. Đúng. Mà cái máy phát ở trên Antis thì với em cũng là chạy rất là êm. Đã đủ để mình thấy là êm rồi. Chứ mình sẽ không có cái, đối với mình là mình không đòi hỏi gì thêm. Ngoài ra thì như phía trước thì anh Dương có chia sẻ là ở trong các cái pha tăng tốc ấy, thì nó sẽ thường được giải quyết bằng máy điện. Thành ra là mình cũng sẽ ít khi cảm nhận được cái máy xăng nó chạy lên cái vòng tua cao ở những cái pha tăng tốc đấy. Thực tế ra thì như thế này, khi bạn tăng tốc trên cao tốc ấy thì khi bạn đạp ga thì chiếc xe của bạn nó đã bắt đầu vọt lên rồi. Thế khi mà, và ngay lập tức sau đó thì động cơ máy nổ cũng nổ theo và cung cấp thêm năng lượng cho xe để thực sự là vọt rất mạnh. Thì mình đã thử đưa xe chạy ở chế độ power và mình còn cảm nhận được là đầu xe còn bốc lên nữa cơ. Nó đủ mạnh để đầu xe bốc lên nữa cơ. Sức kéo rất tốt. Với đúng. Em thì tất cả những xe hybrid nói chung đều có sức kéo rất tốt so đúng. Với mặt bằng của những xe đồng hạng hoặc là cùng tầm tiền. Bạn có cảm giác là đầu xe bạn nhấc lên một chút. Nhấc lên một chút đấy. Đấy là cảm giác thực sự mình đã trải nghiệm. Đấy. Còn về phần tiết kiệm nhiên liệu thì sao ạ? Với anh thì những cái con số mà chiếc Antis hybrid mang lại có giống với quảng cáo, có giống với thông số của nhà sản xuất đưa ra? Mình hiểu câu hỏi của bạn. Thì thực ra thì là trước đây ấy, tất cả các loại xe xăng thì cái thông số nhà sản xuất đưa ra thường là lệch với cái trải nghiệm của người dùng. Đặc biệt là những quãng đường ở trong đô thị là nó bị lệch rất là nhiều. Nếu như mà một người mà nói rằng xe máy nổ mà tiêu thụ khoảng đâu đó 7 lít nhưng mà nó chạy trong đường phố thì chắc là phải đến 10 đến 11, 12. Mình thực sự là như thế. Nhưng mà khi mà sang hybrid thì mình bảo lần này thì các hãng đã nói thật rồi. Toyota hoàn toàn là, thực ra mình không nói là họ nói thật hay không thật, mà đây là gì? Cái điều kiện thử nghiệm của họ là khớp với thực tế rồi. Nó khớp rồi. Thế thì khi mình trải nghiệm thì con số sẽ là như thế này. Mình chạy trên cao tốc thì là nó đâu đó khoảng 4.2-4.3 thôi. Nếu mà thực sự đi đường dài ấy là con số rất là bé, tầm 4.2 lít 100 cây. Còn nếu chạy trong phố thì nó hơn, bởi vì mình phanh nhiều mà, mình phanh nhiều thì kiểu gì nó cũng sẽ hơn. Thế nhưng mà nó cũng chỉ tồn tại ở mức 4.7. Và nếu hỗn hợp thì chỉ 4.5-4.6 thôi. Nếu tức là như mình thử nghiệm 3.000 cây đầu tiên thì đồng hồ luôn luôn dừng ở mức khoảng 4.6. Và nó khớp hoàn toàn với cái lượng xăng mình đổ vào xe. Và nếu bạn đổ đầy một cái bình xăng có 36 lít thôi thì bạn đi được khoảng 800 cây. Và đấy là trải nghiệm thực tế của mình luôn. Đấy. Em thì em không rõ là cái con số đấy nó có mang lại gọi là cái giá trị kinh tế hay là giá trị tinh thần quá là khác biệt cho anh không. Còn với trải nghiệm của em ấy, thì khi mà chạy một chiếc hybrid như vậy, cái giá trị rõ rệt nhất mà mình ghi nhận được đấy là cái tần suất đi ra trạm xăng nó ít đi. Em thì trải nghiệm với chiếc Antis Hybrid thì không có nhiều, nhưng mà với chiếc Corolla Cross Hybrid thì là nhiều. Và thực sự là nguyên cái chuyện mà chạy khoảng 1 tháng mới phải đi đổ xăng một lần, nó cũng là một cái giá trị rất lớn cần phải được nhắc tới ở đây. Với đặc biệt là với những người mà gọi là di chuyển nhiều nha, thỉnh thoảng cuối buổi chiều mà phải đi đổ xăng, mình tính ra nó cũng mất của mình khoảng gọi là nửa tiếng để vòng đi vòng về rồi đổ xăng. Thì cái việc
cái tiết kiệm nhiên liệu ở đây nó có giá trị cụ thể chỗ đấy. Thực sự là mình rất là đồng ý với bạn. Mình trải nghiệm xe rồi thì mình mới thấy là mình đi làm thì hàng ngày mình đi là 30 cây, đi 15 cây và về 15 cây. Thế thì mình đổ 900.000 tiền xăng mà giá xăng 25.000 một lít bây giờ, và mình chỉ có đổ một bình xăng thôi mà mình đi cả tháng đi làm luôn. Tức là mình chưa tính đi đâu cả, nhưng chỉ tính là đi làm không là mình có thừa luôn. Mình không phải đổ nữa. Đấy, phải nói là rất tiết kiệm thời gian cho mình, và mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó nhàn hạ. Đấy, rất là hay. Còn với chế độ EV thì sao? Ở trên xe có một thứ gọi là chế độ EV sẽ cho phép mình di chuyển hoàn toàn bằng quả pin đó. Thì anh có tận dụng được nó không? Anh có cảm thấy nó mang lại giá trị quá là cụ thể cho cuộc sống không? Thực chất ra thì mình đã vọc cái đấy rồi. Mình thấy rằng là mode EV mode của xe thì nó sẽ chạy hoàn toàn bằng pin. Thế nhưng mà quãng đường đi được cũng không nhiều, không nhiều. Và mình thì mình thấy là chế độ tự động, cái mode tự động bây giờ là đủ thông minh rồi. Như mình mô tả đấy, thì mình vào ra các thứ điểm ra đỗ xe rồi mọi thứ nó rất theo ý mình rồi. Thì mình cũng không có nhu cầu sử dụng cái EV mode nữa. Mình đã thấy xe đủ thông minh rồi, cái mode tự động bây giờ đủ thông minh rồi. Mình không cần phải dùng cái mode EV nữa. Thực sự là như vậy. Từ đầu video tới giờ thì anh em mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về những cái ưu điểm của chiếc Altis Hybrid rồi. Vậy thì bây giờ em sẽ muốn đến với một phần nội dung mà chắc chắn là rất nhiều anh em click vào xem video này muốn tham khảo. Đó là với anh Dương thì phiên bản Hybrid của Altis có nhược điểm gì so với phiên bản động cơ xăng thông thường hay không? Ví dụ là so với bản V chẳng hạn. Thì thực chất ra mà nói thì mình chưa thấy một cái nhược điểm nào cả. Thực sự là như thế. Cũng không phải là mình mua xe mà mình nói thế đâu. Nhưng mà mình cũng đã phân tích rồi, nó không có nhược điểm gì đâu. Dạ. Thực sự là như thế. Vậy thì theo anh thì cái giá bán cao hơn có phải là nhược điểm so với bản V không? Hay là cái này một số người thì cho rằng là giá bán cao hơn là nhược điểm của xe Hybrid. Nhưng thực ra nếu nó tính bài toán kinh tế thì các bạn mua xe để mà đi, các bạn dùng xe trong khoảng 5 đến 7 năm thì các bạn lại thấy rằng là nó không hề đắt hơn đâu. Bởi vì là cái tiền xăng các bạn tiết kiệm được ấy, nó sẽ bù lại hoàn toàn cái tiền quả pin của các bạn. Dạ, vâng. Và do đó là thực ra bài toán kinh tế mình đã tính rồi. Và nó không hề có nhược điểm về cái chuyện giá bán cao hơn. Có vẻ là anh có những cái tính toán rất là kỹ sư ở đây với chiếc xe. Thế thì em muốn hỏi về nhược điểm của Altis so với mặt bằng xe hạng C hiện nay. Mình cũng đã xem một số xe trước khi quyết định mua Altis. Thì mình cũng có một số cái comment như thế này. Chiếc xe nào rồi cũng có xe có nhược điểm thôi. Đối với về thiết kế nội thất của xe đấy thì có một chút là nội thất thì cũng đã tương đối hiện đại hóa rồi. Thế nhưng mà mức tròn trịa và mình cảm thấy là nó còn thiếu cái gì đó gợi cảm hứng cho người ngồi trong xe. Nó là cái gì đó mà nó phải gợi cảm hứng, mỗi lần mình vào xe mình cảm thấy nó như thế này hay thế kia thì mình mới cảm thấy nó thích đấy, xúc động hơn đúng không? kiểu như vậy đấy. Thì mình thấy nên như vậy, nên có một cái gì đó nó có điểm nhấn hơn đấy. Thế còn một nhược điểm thứ hai thì nó cũng nhỏ thôi và có thể khắc phục được, đó là cái barbule của xe đấy. Thì là cái ốp bên phía dưới, bên sườn hông xe đấy, thì cái đấy nó trông thì bên ngoài thì rất là đẹp. Thế nhưng khi sử dụng ấy thì khi bạn bước từ buồng lái xuống, từ ghế lái xuống, không cẩn thận thì chân của bạn sẽ chạm luôn vào cái đó. Và nếu trong trường hợp chiếc xe bị đi mà có vấy bẩn lên chỗ đó thì nó sẽ cọ ngay vào quần của mình. Nếu như mình không cẩn thận thì mình sẽ dính trường luôn. Và lúc đó là bạn biết rồi, nếu bạn đi dự tiệc cái bạn mặc cái quần trắng xong rồi bạn bước xuống xe và cọ vào thì nó không hay chút nào cả. Bởi vì bạn không có thể rửa gột sạch được ngay lập tức, đúng không? Đấy. Thế thì đấy là hai cái nhược điểm mà mình thấy của chiếc xe. Ngoài ra còn có một cái nhược điểm nữa mà mình nghĩ rằng là đó là cái bánh xe khi chạy trên cao tốc thì phát ra tiếng kêu cũng tương đối đấy. Mình cảm nhận rất là rõ, khá là rõ. Nhưng mà theo mình thì cái này có lẽ là do động cơ êm quá. Cho nên là mình nghe tiếng bánh nó rõ, nhưng mà mình nghĩ là có thể có cách nào đó khắc phục thêm. Đấy. Thế thì em sẽ chia sẻ chung với anh cái điểm thứ ba, đó là về cái độ ồn ở hốc bánh xe. Hốc bánh xe.
Đúng rồi. Thực ra thì Antis ở thế hệ này có một cái thiết kế với em là nó đã trẻ trung hơn rất nhiều, và đúng nó rồi. Về mặt cảm xúc của cái người ngồi vận hành ấy, đúng. Là nó gắn kết hơn rất nhiều. Anh đúng. Ngồi anh sẽ thấy cái xe nó đồng nhất chuyển động với con người của mình rất đúng. Là tốt. Tuy vậy thì có lẽ là ở cái thế hệ khung gầm TNGA này thì nói chung là em thấy Antis này, rồi Cora Cross là những mẫu xe mà nó không còn giữ được cái danh tiếng về mặt gọi là sự êm ái tốt hơn so với mặt bằng phân khúc như trước đây nữa. Nếu mà so sánh với thế hệ trước thì em đánh giá cái thế hệ trước của Antis là cái thế hệ mà ngồi rộng rãi hơn và cái mức độ cách âm cũng dễ chịu hơn. Còn bây giờ thì Antis cũng gọi là tương đối bằng với mặt bằng của phân khúc hạng C thôi. Cũng không còn là một chiếc cách âm tốt nữa. Nhưng mà cũng không phải quá phiền. Tức là có nghe thấy nhưng mà nó ở mức là mình chấp nhận được. Đấy là cái trải nghiệm của mình. Rồi anh em mình sẽ quay lại một chút xíu với cái tính toán lúc trước của anh về cái phần chi phí mua cái xe. Thì thực ra bản thân em ấy cũng có một cái tính toán một cách tương đối. Đấy là với chiếc Cora Cross phiên bản hybrid, nếu mà lấy cái thời điểm là 7 năm bảo hành của quả pin đó và giả định là một năm mình di chuyển được khoảng 2 vạn km thì thực ra cái chi phí tiết kiệm nhiên liệu giữa bản hybrid và bản xăng ấy, có thể cào ra và tính như là mình trả trước cho cái quả pin mà mình sẽ thay trong tương lai. Đúng. Vậy thì ở đây câu hỏi mà em muốn đặt ra là cái giá mua xe mà cao ở thời điểm ban đầu ấy, thì theo anh nó sẽ chi trả cho cái khoản gì? Cái sự chênh lệch ở đây, cái niềm vui khi sở hữu chiếc hybrid là gì? Cái giá mà chênh lệch của xe hybrid đối với xe thường ấy thì nó cũng đâu đó vào khoảng gần 100 thôi. Đấy. Thế thì thực ra nó cũng rất là đáng giá. Như mình đã tính rồi cái bài toán kinh tế của nó là nếu bạn chạy xe một năm 2 vạn mỗi cây số bạn tiết kiệm được 1.000 đồng. Thực sự là như thế đấy. Nếu so sánh đối với những chiếc xe máy nổ khác mà chạy Hà Nội này ấy thì có khi còn tiết kiệm được hơn ấy. Thế thì mình chỉ tính là 1 km bạn tiết kiệm được 1.000 đồng. Thì một năm bạn chạy 2 vạn bạn tiết kiệm được 20 triệu, đúng không? Thế thì bạn chạy 5, 6 năm hay 7 năm gì đó thì là cái tiền dư ra đó bạn bù được bằng quả pin rồi. Bạn không có mất đi đâu cả. Nếu bạn chạy hơn thì bạn sẽ được hơn, sẽ còn lãi nữa cơ. Mà theo như thông số của nhà sản xuất đưa ra ấy thì quả pin nó có độ bền là 15 năm, 15 năm. Thì và cái chế độ bảo hành là ít nhất là 7 năm hoặc là 150.000 cây. Thì mình thấy chế độ bảo hành như thế là quá tốt cho quả pin. Và nếu tuổi thọ mà đúng như nhà sản xuất nói là 15 năm thì thật sự chúng ta không có gì phải lo ngại về cái chuyện là cái giá bán của cái xe nó cao hơn cái xe thường và nó rất đáng giá luôn. Mà thực sự là ngoài cái việc là các bạn không thiệt gì về kinh tế cả mà cái trải nghiệm của các bạn là khác rồi. Cái lái, cái chân ga rồi các thứ lái trên đường các bạn đã thấy tốt hơn rồi. Ngoài ra các bạn còn cái xe còn tiết kiệm xăng và nó giải quyết vấn đề môi trường. Thực sự là mình cũng kể một cái trải nghiệm như thế này. Khi mà mình lái xe ở trong Hà Nội thì mình rất hay gặp tắc đường. Và đối với chiếc xe này thì khi gặp những tình huống như thế thì nó không có nổ máy. Nó không hề nổ máy một chút nào luôn, nó sẽ đi bằng điện. Nó chỉ cần nổ chốc nhát rồi xong nó lại tắt. Thì nó thứ nhất nó không xả khói ở trong cái lúc mà mình tắc đường. Nó giảm thiểu ô nhiễm rất nhiều. Đấy là một. Thứ hai là nó không phí hoài cái nhiên liệu đó cho cái việc đứng một chỗ. Và đó là điều rất tuyệt vời. Đấy, theo mình là như thế, và cái số tiền bạn trả ra cho cái điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Và một cái trải nghiệm bạn cảm thấy là bạn xanh hơn, bạn cảm thấy là bạn đóng góp hơn cho xã hội, rồi bạn cảm thấy là bạn có cái xe nó chạy mượt hơn, lái thích hơn, mà bạn lại không thiệt về kinh tế thì tại sao bạn không mua? Đấy là cái tính toán của mình. Em thì ở góc độ gọi là người trải nghiệm thì em cho là nó cũng có một cái niềm vui, đấy là khi mà mình được sử dụng những cái công nghệ mới, những cái công nghệ mà có thể là bây giờ trên đường chưa gặp quá nhiều. Mình giống đúng. Như người xài một cái thứ gọi là tiên phong đấy hả? Và một cái thứ tiên phong gì đó nó cũng vui. Đúng, nó cũng đúng. Là một trải nghiệm thực vui sự mẹ. thực sự là khi tôi mua cái xe này tôi cũng thấy có cái gì đó tự hào. Tôi thấy là như thế, tôi thích. Tôi cảm thấy là và có một cái nữa mà tôi cũng dưới góc độ kỹ sư thôi nhá. Tôi không biết là có đúng hay không nhưng mà tôi cũng chia sẻ như thế này. Chiếc xe rất ít nổ máy trên quãng đường đi thì đâu đó nó cũng sẽ thỉnh thoảng nó nổ một lần. Thế thì cái thời lượng mà máy nổ nó chạy ấy, thì nó ít. Cho nên độ hao mòn của máy nổ nó sẽ là ít nhé.
Và theo tôi thì nó sẽ bền hơn chiếc xe kia đấy. Chiếc xe hybrid này chắc chắn sẽ bền hơn xe thường đấy. Bền hơn đấy. Ok, về gọi là về cái mục tiêu của nhà sản xuất ấy, thì khi mà họ tạo ra những cái hệ động lực hybrid này thì họ đã tạo ra những cái cỗ máy xăng mà nó phải vận hành dưới cái điều kiện là ít khắc nghiệt hơn. Tức là vẫn là cái xác. Dung tích như vậy nhưng mà nó sản sinh ra ít công suất hơn. Thành ra là cái sức ép lên buồng đốt nó sẽ được giảm bớt đi. Không, bạn nói cái này bị hơi bị nhầm một chút, mình phải đính chính lại là động theo như mình tìm hiểu ấy, động cơ hybrid này là động cơ được tối ưu về mặt là nó gọi là gì? Tiết kiệm nhiên liệu. Đúng không? Nó có hiệu suất cao nhất đúng không? Hiệu suất nhiệt cao nhất. À, mình bạn nói là công suất giảm thiểu đi đúng không? Đúng, chính xác, công suất thì giảm thiểu đi. Nhưng mà hiệu suất điện lại cao nhất. Hiệu suất nhiệt thì lại cao nhất. Đó là cái Atkinson, chu trình Atkinson. Ai đó học về nhiệt thì sẽ học thì sẽ biết được là cái chu trình đấy đúng không? Là chu trình là đem lại cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu là cao nhất. Dạ vâng. Cái đấy là chính xác. Khoảng và mấy phần trăm ạ? Và tức là động cơ máy nổ trên xe hybrid này là được tối ưu về mặt coi như là về mặt tiêu thụ nhiên liệu. Dạ vâng. Đem đến một hiệu suất cao nhất. Dạ. Nhưng sức mạnh tổng hợp cộng với động cơ điện thì không phải là tồi. Dạ vâng. Mà thậm chí lại còn hơn cả những cái bản bình thường. Rồi, mình tiếp đó thì có lẽ em sẽ muốn dành thêm một chút thời gian về chiếc Antis, một cái tên có thể gọi là khá là cũ kỹ. Nói về giá trị của nó, nói về vị trí của nó thì không cần phải bàn nữa rồi. Nhưng ở đây sẽ vẫn muốn anh Dương chia sẻ thêm từ góc độ là người sử dụng. Thì bỏ qua cái chuyện sở hữu hệ động lực hybrid thì theo anh Dương đâu là cái giá trị đáng nhắc tới của chiếc Antis thời điểm bây giờ? Khi mình quyết định mua xe đấy thì nói cho đúng ấy, thì là cái mong muốn của mình mà mình cũng thấy là nó khớp với cái giá trị cốt lõi của Toyota, đó là cái sự bền bỉ của chiếc xe. Mình phải thừa nhận là như thế. Mình cần một chiếc xe đổ xăng vào và lên nhấn ga đi đấy và ít phiền phức nhất. Thì có lẽ là đó là giá trị cốt lõi của cái xe và nó là niềm tin. Nó là niềm tin luôn, là giá trị thương hiệu. Và mình thực sự là mình cảm thấy mình tin tưởng, rất tin tưởng, và mình đã lựa chọn chiếc xe này chính cái thương hiệu Atis. Mình lựa chọn chiếc Atis là bởi vì là nó là xe hạng C, phù hợp với cái gia đình nhà mình, một vợ và ba con đi được trên chiếc Atis này. Thì và thứ hai nữa là cái thương hiệu Toyota nó bền bỉ, một chiếc xe thực sự là phục vụ rất khớp với cái nhu cầu gia đình mình. Đấy. Ngoài giá trị của tên Antis thì em tin rằng khoảng 5-7 năm trở lại đây khi mà nhắc tới Toyota nói chung thì anh em cũng thường nhắc tới một cái xu hướng gọi là phổ cập công nghệ. Bây giờ thì hầu như tất cả những chiếc xe Toyota phiên bản cao đều có Toyota Safety Sense. Thì với anh Dương, cái quá trình trải nghiệm của anh thì đâu là cái giá trị cụ thể nhất của Toyota Safety Sense mang lại? Thực sự thì đến cho đến bây giờ thì có thể nói là Toyota đã trang bị rất nhiều công nghệ trên chiếc xe không như là trước đây nữa, và nó đem đến một cái góc nhìn, một cái cảm giác khác cho mình về Toyota, là cũng full công nghệ đấy chứ không phải là giống như trước đây. Thế thì trong cái gói Safety Sense thì mình cũng dùng nhiều chức năng. Để nói nếu đặc biệt đi trên cao tốc thì chức năng giữ làn tự động này đấy, rồi là chức năng ga tự động giữ tốc độ ổn định đấy, đấy đó là cruise control đúng không? Đấy. Thế thì còn trong phố thì mình sử dụng những cái như là cảnh báo điểm mù. Đấy, cũng rất là hay bởi vì là khi mình đi nó tít rồi mình cũng phải xem, mình lùi lại một chút để xem là mình có cọ xe hay không, người ta có cọ vào mình hay không, cũng hay. Cái đấy cũng rất là hay. Thế thì nhưng mình thấy có một tính năng như này nó rất là tuyệt vời, đó là tính năng phanh tự động khẩn cấp. Cái tính năng đấy là tính năng cực kỳ hay và giá trị của cái gói này. Vì là mình đã từng trải nghiệm rồi. Mình trước đây mình đi cái xe cruise trước ấy, mình đi trên cao tốc và mình gặp một tình huống như thế này. Nó bất ngờ thôi. Tức là mình đi thì khi đó mình gặp cái người ta giải nón thông, người ta làm cái gì đó trên đường và mình giảm tốc độ. Nhưng mà một chiếc xe đằng sau thì không thể giữ được khoảng cách và không giữ được. Mặc dù mình chỉ giảm tốc độ thôi nhá. Và người ta đã va vào đuôi xe mình. Và mình cảm giác như là thực ra thì theo như trải nghiệm của mình, những người ở trên cao tốc ấy
thì các bác tài, trăm bác tài chắc thì khoảng 20 bác tài là hay giữ khoảng cách với nhau thôi. Còn đi 120 km/h trên cao tốc đấy nhưng mà khoảng cách không đủ. Thứ nhất là khoảng cách an toàn giữa hai xe là không đủ. Bạn có thể quan sát bằng cách bạn lái xe ngay bây giờ lên trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng và bạn sẽ thấy là những cái xe đi sẽ không đủ khoảng cách với nhau. Mà vẫn đi với tốc độ 120, khoảng cách thì không đủ và khi đó những xe phía trước người ta giảm tốc đột ngột thì xe sau rất dễ bị va vào. Và cái gói này tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho mình lái xe an toàn hơn và hép rất nhiều cho cái trường hợp như mình vừa mô tả. Thực sự đấy là cái tình huống nó đúng rất rồi. Là thực tế ở Việt rất Nam thực thôi tế luôn. Đấy. Đấy. Đấy đấy, mình trải qua rồi mình cảm giác là lúc đấy có cái gói safety sense này, có cái phanh khẩn cấp này thì cái người đằng sau người ta không có hút vào mình. Đấy, mình thấy là quá đáng giá luôn. Mình đánh giá là rất đáng giá. Tuyệt vời. Vậy là về cơ bản thì em cho là chiếc Toyota Altis Hybrid là đang mang lại cho anh một cái niềm vui rất lớn khi vận hành rồi. Đúng. Tuy vậy. Nhiên thì em vẫn muốn có một cái câu hỏi mang tính chất hơi mở rộng một chút xíu là nếu kỳ vọng trong khoảng một vài năm nữa thì xe ra phiên bản nâng cấp thì anh muốn thay đổi điều gì ạ? Thực ra thì đối với mình khi dùng Altis thì mình cũng đã chia sẻ với bạn những cái điểm mình không ưng ý rồi. Thì cũng hy vọng là Altis sẽ có những cái khắc phục những cái đấy thôi. Còn cái sự sáng tạo thì nó là vô biên. Thì hãng xe có thể đưa đến những thứ còn bất ngờ hơn đối với chúng ta, đúng không? Và mình thì sẽ là người tiêu dùng và mình sẽ đánh giá chiếc xe khi nào có những nâng cấp mới, những thứ mới mà Toyota đưa vào trong xe thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đánh giá thôi. Chứ còn anh chỉ muốn là những cái mà anh đã vạch ra, những thứ mà anh không chưa ưng trên chiếc xe này thì hy vọng là sẽ có sự cải tiến trong tương lai. Okay. Về mẫu xe tương lai thì sao ạ? Liệu anh có tiếp tục đến mức một chiếc xe hybrid trong thời gian tương lai? Chắc chắn rồi. Vì đối với anh mà nói thì xe hybrid không hề đắt một chút nào. Và mình nên sử dụng xe hybrid cho vấn đề vừa tốt cho môi trường, vừa tốt cho cá nhân mình, vừa tốt cho môi trường. Thế thì nói đúng ra thì bây giờ nhà anh sử dụng chiếc xe này cũng rất là vừa vặn rồi. Thế nhưng mà khi mà các cháu nhà anh lớn lên thì anh một vợ ba con, thế thì khi mà các cháu lớn lên thì có lẽ là chiếc anh cần một chiếc xe cũng rộng hơn một chút. Nếu giả sử như mà Toyota mà có một chiếc 7 chỗ mà cũng êm ái như Altis rồi cũng có động cơ hybrid thì chắc chắn là anh sẽ mua thôi. Và như tôi đã chia sẻ ngay từ đầu video này thì đôi khi để mang tới một cái hình ảnh tổng thể bao quát và trọn vẹn nhất về một mẫu xe thì sử dụng góc nhìn của một người trải nghiệm và chia sẻ về xe hơi như chúng tôi là đôi khi không thể nào đủ. Và bởi thế thì một lần nữa rất cảm ơn anh Dương với những cái chia sẻ mà em tin là rất là thẳng thắn, rất là giá trị đã mang tới cho anh em xem video ngày hôm nay. Ngoài ra thì có bất cứ câu hỏi nào khác của các bạn dành cho tôi hoặc cho anh Dương về chiếc Altis Hybrid, rất là kỳ vọng có thể được tiếp tục trao đổi với anh em ở phần comment phía bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng quay trở lại vào thời gian sớm nhất có thể.